Hello anh em, hôm nay tôi với Dượng tôi tiếp tục đi câu cá nhé. Hiện tại giờ đang là 6 giờ sáng. Đây là vẫn thuộc là biển Quảng Ngãi nha anh em. Dượng tôi ngoắt câu rồi kìa, tôi sẽ ngoắt cần vứt câu nha anh em. Đây cần tôi câu là gồm 9 neo với 4 lưỡi nha. Đây. Đấy. Lưỡi dây. Đây tôm này anh em ạ. Tươi luôn đấy. Bây giờ đi quăng nhanh em xem nhé. Mời anh em uống trà buổi sáng nhé. Đấy, xem anh em được câu. Trời thì đang mưa phùn phùn nhưng mà vẫn không nản chí đâu anh em ạ. Cá anh em ạ. Ai nói không có. Đây con đầu tiên này. Đấy con đầu tiên buổi sáng này. Ok, để cho anh em thấy buổi sáng của hai rượu cháu này đi câu này anh em. Cần thì vẫn ở ngoài kia. Đấy một chai rượu ít lòng. Trời đang mưa anh em ạ. Mưa râm râm thôi, không sao. Làm gì chỗ này. Vô, chút chút quá nè. Mời anh em nhé. Giờ cứ nói đi, mời anh em đi, có gì về cháu cắt chứ. Mời anh em. Mời anh em nè. Đó. À, quá đã. Đúng bài luôn. Đúng bài luôn ạ. Làm miếng lòng này. Coi lòng Quảng Ngãi nó như thế nào anh em. Tí mắm. Nó có vị đắng đắng nữa. Ăn vô thì cá đi. Cá nè, đúng không? Đang ngồi nhậu cá. Nhanh nhanh nhanh. Hy vọng là đừng có như con cá nóc mới này. À, gửi anh Hùng với mấy anh ở Đồng Nai là mấy con cá nóc đấy vẫn ăn được nha. Tí anh em tôi làm thịt nấu cho anh em xem. Đúng mà, thấy chưa? Cháu biết mà. Xích tuột ơi. Thấy chưa? Anh em. Xích tuột mất con cá. Đấy. Thấy nó rung giật 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 rồi. Mà kéo vừa lên bờ cái là nó thoát. Hên là nhanh tay. Mệt thật. Đấy, được chiến lợi phẩm khá nhiều. Một bầy cá nóc rồi anh em ạ. Đây chỉ là phẩm tiếp theo để nha anh em. Tôm mì ấm lòng. Đây, tôm mì của tôi này anh em. Đó, ngoài biển này trời mưa gió không quan trọng, mưa là chuyện của trời. Đấy. Vô mưa hôm nay là mưa. Đây là chai rượu Wall Street đó. Phố Quơ đây anh em ạ. Mà rẻ lắm, có trăm mấy nghìn ạ. Đê. Đấy, đang ăn nhậu mà vẫn có đệ đi theo này. Đệ ơi. À đi. À, bảo vệ á. Bảo vệ á. Bảo vệ anh em á. Cá ăn rồi đó. Ra kéo phát cá này anh em.
ơi. Đây 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 đây. Đây, tiếp tục được một con rồi nhá. Ôi, mệt. Giờ dính bọn cá nóc rồi thì bọn nó phá lắm, nó đi theo đàn mà. Đây được một con rồi nha anh em. Đây. Cả căn thứ hai. Đó. To lắm anh em ạ. Đây cần thủ là chín mai. Nói chung thì lai lai cũng được. Không sao. Gì dễ thương đó, trời ơi mưa gió chứ cô nó phòng lên đẹp bóp là phòng dễ thương anh em đó. Bóp căng luôn này. Ui trời căng phòng luôn này đó. Đây cả sáng hôm nay câu được từng này này anh em, một cả căn này, 1 2 3 4 cả căn. 4 à 5. Ôi con này còn phồng này vui không? Đấy, 4 cá căn với 5 cá lóc. 6 cá lóc. Ôi giời. Hôm nay bọn này nó phá quá. Nó cắn hết lưỡi rồi. Ê, con này còn phồng đây rất dễ thương. Vậy anh em, xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh và có đóng góp gì thì comment bên dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.